với rất nhiều nhất có thể đến với quá trình trận chung kết ngày hôm nay. Hai đội đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu cũng như để thiết kế ra một chú robot bằng tay và chú robot tự động. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ tôi sẽ đếm ngược. Vâng, và đội xanh đã giành được 7 điểm, ngang bằng với điểm số của đội đỏ rồi. Các đội lưu ý là đối với chú robot tự động thì mỗi chú robot chỉ được thực nghiệm tối đa 3 thao tác làm lại, còn đâu thì chúng ta sẽ không được tiếp tục nữa. Thế như robot tự động của đội xanh đang có vấn đề kỹ thuật. Như vậy là chú robot bằng tay của đội có hiện nay đang gặp trục trặc kỹ thuật đúng không? Thời gian còn lại là 100 giây. Các đội nhanh chóng thực hiện thao tác. Và sau mỗi 2 trận đấu thì bên phía trọng tài sẽ công bố kết quả hai đội chơi vừa xong. Và sau khi kết thúc trận đấu này sẽ là đội ở bảng C sẽ mời hai đội chuẩn bị là đội Fast One và đội KDA chúng ta chuẩn bị. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Mạc Thùy Linh, phụ trách công ty tuyển dụng công ty Hyperlogy đã đến cổ vũ cho chương trình. Xin một tràng pháo tay ạ. Dường như là đã có chiến thắng tuyệt đối từ đội xanh, xin chúc mừng đội xanh ạ. Xin mời